Vào khoảng 10 giờ sáng nay, lửa bùng phát dữ dội tại một xưởng sản xuất nằm trong cụm công nghiệp Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì, Hà Nội, khiến cho hàng chục công nhân hoảng loạn tháo chạy. Nhiều kho xưởng lân cận cũng bị cháy lan, gây thiệt hại không nhỏ về tài sản cho các chủ cơ sở. Ngọn lửa xuất phát từ xưởng gỗ ép của công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư và Phát triển Phú Hưng. Hàng chục công nhân đang làm việc trong nhà xưởng và các cơ sở lân cận hoảng sợ. Lúc đấy là bình cứu hỏa và lấy cũng xịt cũng không giải quyết được gì. Mọi người sang là bùng như kiểu là mà càng nghe tiếng nổ nó kiểu như kiểu là bom nó bùm bùm thì họ không ai dám lại gần mà để cứu hỏa lúc đấy cả. Xuất phát đầu tiên là từ cái ống khói của bên buồng sơn. Thế khi mà cột khói nó cháy ra thì chúng tôi chạy ra thì một lúc sau thì lực lượng xe cứu hỏa cũng đã đến mà đám cháy khi mà được vài phút sau thì nó bùng lên quá lớn. Đám cháy nhanh chóng lan rộng ra các kho xưởng chứa các viễn thông, thiết bị khí nén sát bên cạnh. Hơn 10 xe cứu hỏa của cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội được điều động đến hiện trường. Lực lượng chức năng khẩn trương phá tường nhà kho, tiếp cận từ nhiều hướng. Sau khoảng 2 giờ đồng hồ, đám cháy cơ bản được dập tắt nhưng bên trong vẫn khói mù mịt. Lực lượng cứu hỏa phải liên tục phun nước để làm mát, ngăn lửa bùng phát trở lại. Trao đổi với VTC14, cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hà Nội cho biết, hỏa hoạn đã thiêu rụi nhiều tài sản, hàng hóa trong xưởng gỗ ép 2.000 m2. Ngoài ra, một phần kho chứa các viễn thông của công ty Cáp Sài Gòn cũng bị ảnh hưởng. Một số công nhân cho rằng nguyên nhân có thể là do sơ suất khi hai thợ hàn sửa chữa đường thông gió, tia lửa đã rơi xuống vòng sơn trong xưởng gỗ gây cháy.